Người phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang đã trở thành một biểu tượng cao đẹp. Các tầng lớp phụ nữ hiện nay tiếp tục phát huy được truyền thống con cháu bà Trưng bà Triệu cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích to lớn. Năm nay thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2024 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hội Phụ nữ xã Long Giang, huyện Chợ Mới tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Mở đầu chủ hoạt động, Hội Phụ nữ xã tổ chức buổi sinh hoạt chi tổ hội với nội dung ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chiến thắng vang dội của hai nữ anh hùng dân tộc đầu tiên của Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc ngoài xâm, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì có thể nói là kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng hàng năm là một cái ngày đặc biệt đối với chị em phụ nữ. Thì đây không chỉ là ngày để mà toàn xã hội ghi nhận và đánh giá đúng nhất về vai trò của người phụ nữ, mà nó còn là cái ngày để chị em chúng ta cùng ôn lại cái lịch sử cũng như là ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Và cái nhằm nhân cái ngày này thì chúng ta có thể là nhắc nhở nhau để luôn phấn đấu là trở thành người phụ nữ thời đại mới, là một người phụ nữ có tri thức, có sức khỏe, có kỹ năng lao động sáng tạo, và để mà có những cái cùng nhau phấn đấu để mà hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chuyên môn và cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Tiếp đó là chủ hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa của Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, phát động toàn thể nữ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục áo dài tại các sự kiện khi làm việc tại cơ quan công sở, tổ chức buổi họp mặt truyền thống và kết nạp hội viên danh dự, gian hàng bánh dân gian, các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi sôi nổi, phấn khởi, đồng thời lan tỏa ý nghĩa về quyền bình đẳng giới, sự yêu thương chia sẻ giữa các thành viên gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình văn minh, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Thì có 365 ngày, chúng ta có một ngày để được xã hội, cả xã hội quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Cứ đến ngày này thì chúng tôi được tham dự họp mặt chị em phụ nữ, được tham gia các hoạt động phong trào sôi nổi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức. Những phong trào này nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, và chúng tôi rất phấn khích và háo hức. Những hoạt động này đã tạo sự nỗ lực cho chị em chúng tôi, thúc đẩy để hoàn thành tốt cái công việc, nhiệm vụ được Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ban lãnh đạo được giao. Tiếp nối truyền thống anh hùng của phụ nữ, thời gian qua, phụ nữ Long Giang luôn phấn đấu khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động sản xuất, xứng đáng với phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang và trở thành người vợ, người mẹ hiền trong gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước địa bàn. Nổi bật nhất, hội vận động hỗ trợ cho 225 lượt hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, khuyết tật, học sinh nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn xã, tổng giá trị 96,5 triệu đồng. Vận động cấp mới 20 ấm tình thương cho hội viên cận nghèo, tổng kinh phí 78 triệu đồng. Giới thiệu 4 gương điển hình tiên tiến về quyền với mô hình tiêu biểu như hội viên phụ nữ làm tốt công tác xã hội từ thiện, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế, gương hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững. Hội còn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và ra mắt mô hình tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch, thành lập mới 6 tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông, thành lập và duy trì câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ và múa dân vũ, thường xuyên luyện tập và giao lưu với các xã bạn, tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho chị em phụ nữ. Thì trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa các phong trào của phụ nữ, thì hướng tới hội sẽ tiếp tục là vận động hội viên phụ nữ tích cực
thực hiện các cái chương trình của hội như là chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ nghèo và khó khăn. Thì bên cạnh đó thì hội cũng cùng với hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Mới cũng như là ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục giới thiệu cho chị em hội viên phụ nữ được tiếp cận các cái nguồn vốn vay để từ đó ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế tại địa phương và khởi nghiệp tại địa phương. Thì ngoài ra thì hội còn tiếp tục là sẽ tuyên truyền các cái kiến thức cũng như là kỹ năng để mà bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho phụ nữ trên địa bàn xã. Với nhiều hoạt động và phong trào thi đua sôi nổi, Hội Phụ nữ xã Long Giang đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới.